Võ Hạ Trâm rùng mình nghe người dân địa phương kể về địa điểm quay MV. Chia sẻ của Võ Hạ Trâm khiến nhiều người chú ý. Mới đây, Võ Hạ Trâm chính thức tung trailer chính thức cho sản phẩm tiếp theo trong năm 2023, Chiếc Lá Vô Tình. Đây là ca khúc thứ hai trong dự án The Love Uni của nữ ca sĩ, sau bản hit Về Với Em phát hành vào tháng 4 năm nay. Không khó để khán giả nhanh chóng nhận ra đây chính là bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Bảo Chấn từng được nhiều giọng ca thể hiện. Tuy nhiên, qua đoạn trailer 28 giây từ Võ Hạ Trâm, có thể thấy nữ ca sĩ và ekip đã tạo nên một bản phối mới hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản trước của ca khúc. Vẫn với những chất liệu âm nhạc của music nhưng Chiếc Lá Vô Tình mang màu sắc u tối, ma mị hơn. Không chỉ phối lại giai điệu theo hướng ma mị, cô và ekip còn hắc hóa cả phần visual. Một màu đen tràn ngập trong những hình ảnh teaser mà Võ Hạ Trâm đã đăng tải mấy ngày trước cũng như trong cả trailer mới nhất. Vẫn là hình ảnh đất nước Ấn Độ qua những góc quay nghệ thuật. Nhưng nữ ca sĩ lần này không còn xuất hiện trong những bộ sari đầy màu sắc mà lại là trang phục đen từ đầu đến chân, đầy vẻ huyền bí. Trong buổi livestream trước đó với Huỳnh Lập vào ngày 5 tháng 7, Võ Hạ Trâm đã tiết lộ với khán giả về một trong những địa điểm quay cho MV Chiếc Lá Vô Tình hát, Kundara, một ngôi làng bỏ hoang ở Rajasthan, Ấn Độ. Địa điểm này có phần đặc biệt đối với nữ ca sĩ vì sau khi đóng máy và rời khỏi đó, nữ ca sĩ đã được người dân địa phương kể nhiều câu chuyện rùng rợn về ngôi làng, những giai thoại truyền miệng và cả lời đồn đáng sợ. Tuy nhiên, trailer mới nhất vẫn chưa cho khán giả thấy ảnh về ngôi làng Kundara bị nguyền rủa mà Võ Hạ Trâm đã nhắc đến trong livestream, chỉ có hình ảnh sa mạc tha lộng lẫy, rộng lớn. Một chiếc lá vô tình hoàn toàn mới lạ từ phần giai điệu cho đến hình ảnh, hứa hẹn đem đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản từ những nghệ sĩ đã thể hiện trước.